Hôm nay, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng năm 2023 tiếp tục diễn ra sôi nổi với chặng đua thứ 3 từ Vĩnh Long đi Sóc Trăng. Thông tin từ phóng viên Vĩnh Phúc. Như thường lệ thì trước khi xuất phát chặng 3, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cá nhân và đồng đội sau hai chặng. Ở chặng thi đấu thứ 2 thì tay đua Trần Thị Thùy Trang đội tập đoàn Lộc Trời xuất sắc cán đích đầu tiên. Tuy nhiên, đồng đội của cô là Nguyễn Thị Thi vẫn giữ chiếc áo xanh và áo vàng sau hai chặng trên bảng tổng sắp. Chặng đua hôm nay chỉ dài 94 km và thời tiết được dự báo sẽ không có mưa nên tốc độ đoàn đua hứa hẹn sẽ được đẩy lên khá cao. Với kết quả tổng sắp sau hai chặng thì không có gì khó hiểu khi tập đoàn Lộc Trời sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu cho Nguyễn Thị Thi bằng cách giữ các đua có khả năng cạnh tranh chiếc áo vàng trong top đông. Các đội đua còn lại thì không còn cách nào khác là phải phá thế gọng kìm của ekip đến từ An Giang để các cua rơ mạnh nuôi hy vọng giành lấy chiếc áo vàng hoặc áo xanh của Nguyễn Thị Thi và nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng đồng đội. Kết quả và những diễn biến hấp dẫn của trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin miền Tây hôm nay 18 giờ. Mời quý khán giả đón theo dõi.